Sử ký Tư Mã Thiên phần 3 hạng Vũ bản kỷ. 1. Hạng Tịch, người ở đất Hạ Tương, tên tự là Vũ, khi khởi nghĩa, 209 trước công nguyên, tịch 24 tuổi, chú tịch là Hạng Lương, cha của Hạng Lương là Hạng Yên làm tướng nước Sở, bị tướng nước Tần là Vương Tiện giết, họ Hạng đời đời làm tướng nước Sở, được phong ở đất Hạng cho nên lấy họ là họ Hạng, lúc còn nhỏ, tịch học chữ, học chẳng nên, bỏ đi học kiếm thuật cũng chẳng nên, Hạng Lương nổi giận Tịch nói, biết chữ chỉ đầy đủ viết tên họ mà thôi. Kiếm chỉ đánh lại một người, không bỏ công học, nên học cái đánh lại được vạn người. Hạng lương bèn dạy cho tịch binh pháp, tịch mừng lắm, tịch chỉ học để biết qua ý nghĩa, chứ không chịu học cho đến nơi đến chốn. Trước đấy, hạng lương phạm tội và bị bắt ở lịch dương. Lương nhờ quan coi ngục ở đất kỳ là tào cứu viết thư cho tư mã hân làm quan coi ngục ở lịch dương. Nhờ vậy mà việc này thu xếp xong. Việc này để chuẩn bị cho sự biệt đãi của Tịch đối với Tư Mã Hân ở đoạn 7, Hạng Lương có lần giết người để tránh báo thù, Lương cùng Tịch bỏ trốn đến đất Ngô Trung. Các kẻ hiền sĩ và đại phu ở đất Ngô Trung đều thua kém Hạng Lương, mỗi khi ở Ngô Trung có việc làm sâu hay tang lễ, Hạng Lương thường đứng ra lo liệu, Lương lén lút dùng binh pháp để tập hợp tân khách và trai tráng ở đấy, và nhờ đó được biết năng lực của họ. Tân Thủy Hoàng đi chơi đất Côi Kê, vượt qua chết giang, Lương và Tịch cùng đi xem. Tịch nói, có thể cướp và thay thế hắn Lương bịt miệng Tịch. Đừng nói bậy bị giết cả họ bây giờ. Nhân việc này Lương coi Tịch là kẻ khác thường. Tịch, mình cao hơn tám. Thức có sức mạnh cất nổi cái vạc. Ở trước cửa miếu của vua hạng vũ có cái vạc nặng không ai cất nổi. Chỉ có vũ cất được, tài năng, chi khí hơn người. Các con em ở đất ngô trung đều sợ Tịch. Đoạn thứ nhất giới thiệu ra thế Tịch và Lương tiểu sử tịch lúc còn nhỏ, nêu bật những đặc điểm khác người của tịch về học vấn, trí khí, sức lực. 2. Tháng 7, năm thứ nhất đời tần nhị thế, năm 209 trước công nguyên, bọn Trần Thiệp khởi nghĩa ở Đại Trạch, xem Trần Thiệp thế ra. Tháng 9 năm ấy, thái thú quận Côi Kê, tên là Thông, nói với Hạng Lương. Dân Giang Tây, đây là ở phía tây sông Trường Giang, đều làm phản, nay chính là lúc trời tiêu diệt nhà Tần. Tôi nghe nói, ai đi trước thì làm chủ người khác ai đi sau thì bị người khác làm chủ tôi muốn xuất quân phong ông và hoàng sở làm tướng bấy giờ hoàn sở đang trốn tránh trong trốn giang hồ lương nói hoán sở hiện nay đang trốn tránh chẳng ai biết ở đâu chỉ có tịch biết chỗ ở của ông ta mà thôi lương liền đi ra dặn tịch cầm kiếm đứng đợi ở ngoài lương lại quay vào ngồi với thái thú lương nói xin cho gọi tịch vào để giao cho y mệnh lệnh triệu hoàn sở về. Thái thú nói, phải. Lương gọi tịch vào, lát sau, lương đưa mắt ra hiệu cho tịch, nói, làm được rồi đấy. Tịch liền tuốt kiếm chém đầu thái thú, lương tay cầm đầu thái thú, mang ấn và dây buộc ấn của thái thú lên người, lý do của việc giết thái thú, cướp lấy ấn để dùng nó mà hiệu triệu nhân dân, trưng tập quân, bọn môn hạ hoảng hốt, rối loạn, tịch giết chết ngót trăm người cả phủ đều sợ hãi, cúi đầu không dám kháng cự. Lương liền triệu tập quan lại và hào kiệt đã quen từ trước, hiểu dụ duyên cớ khởi nghĩa rồi trưng quân ở Ngô Trung và sai người thu gọi các trai tráng ở các huyện trong phủ, được 8.000 quân tinh nhuệ, chuẩn bị cho đoạn cuối khi nói đến 8.000 con em Giang Đông. Lương cất nhắc những hào kiệt ở Ngô Trung làm các chức hiệu úy, hậu, tư mã, ba. Có một người không được dùng, đến nói với Lương, Lương đáp, Trước đây có một lễ tang, ta cắt ông làm một việc gì đấy mà ông làm không xong, vì vậy ta không dùng ông. Ứng với câu ở đoạn 1, hạng lương qua việc tang lễ làm sâu biết năng lực từng người. Mọi người đều thán phục. Lương bèn làm thái thú côi kê, tích làm ti tướng, phó tướng, chiêu hàng các huyện trong quận. Đoạn thứ hai, nói cách tịch khởi nghĩa khác thường. 3. Thiệu binh, người Quảng Lăng, theo lệnh Trần Vương, tức Trần Thắng, xem Trần Thiệp Thế Gia đi chiêu hàng đất Quảng Lăng nhưng chưa hạ được thành, nghe tin Trần Vương thua chạy. Quân Tần sắp đến, binh liên vượt Trường Giang, giả làm mệnh lệnh của Trần Vương, phong lương làm thượng trụ quốc, chức tương đương với thừa tướng, nước sở, bình nói. Đất Giang Đông đã bình định rồi mau mau đem binh về hướng Tây đánh quân Tần. Hạng lương bèn đem 8.000 người, vượt Trường Giang đi về hướng Tây. Nghe tin Trần Anh đã lấy được huyện Đông Dương, lương liền cho sứ giả đến giảng hòa để cùng nhau đem quân đi về hướng tây trần anh nguyên là thư lại huyện đông dương ngày thường ở trong huyện là người tin cẩn được khen là bậc trung hậu đứng đắn những người trai tráng ở huyện đông dương giết quan huyện tụ họp đến mấy nghìn người muốn cử một người cầm đầu nhưng không có ai xứng đáng họ bèn mời trần anh anh từ chối không thể làm nổi họ bèn ép anh làm thủ lĩnh người trong huyện theo anh đến hai vạn họ muốn nhân tiện lập anh làm vương luôn quân sĩ đầu đội mũ màu lục để cho khác với các quân khác mẹ trần anh bảo anh từ khi về làm dâu ở nhà con đến nay mẹ chưa hề nghe nói tổ tiên của con ngày trước đã có ai làm quan sang nay bỗng dưng con được cái danh vọng lớn đó là điều không may bây giờ chi bằng mình dựa vào người khác nếu công việc thành thì được phong hầu nếu thất bại cũng dễ trốn tránh không bị người ta vạch mặt chỉ tên do đó anh không dám làm vương nói với các quan lại Họ hạng đời đời làm tướng, nổi tiếng ở nước sở. Nay muốn làm việc lớn mà không có người tướng giỏi thì không xong. Chúng ta dựa vào một gia tộc có tiếng, ứng với điều nói ở đoạn 1, họ hạng đời đời làm tướng ở nước sở, thì chắc chắc sẽ tiêu diệt được tần. Mọi người nghe theo lời anh, giao quân cho hạng lương điều khiển, hạng lương qua sông Hoài, kinh bố, kinh bố họ anh, tức là anh bố, nhưng bị tội khắc chữ vào chán, nên bị gọi là kinh xem kình bố liệt chuyện. Bộ tướng quân cũng đem quân theo lương, số quân được tất cả bảy vạn, đóng ở Hạ Bì. Bấy giờ Tần Gia đã lập cảnh câu làm Sở Vương, đóng quân ở phía đông Bành Thành, muốn chống lại Hạng Lương. Hạng Lương nói với người quan lại, Trần Vương là người khởi nghĩa đầu tiên, vì chiến trận không lợi, nay không biết ở đâu. Bây giờ Tần Gia phản Trần Vương, lập cảnh câu, tức là phản nghịch, vô đạo. Lương Bèn tiến quân đánh Tần Gia, quân của Tần Gia thua chạy. Lương đuổi theo đến hồ lang, ra quay lại đánh trong một ngày, ra chết, quân đầu hàng, cảnh câu bỏ chạy, chết ở nước lương. Sau khi đã sáp nhập thêm quân của tần gia, lương đóng quân ở hồ lăng, định đi đến hướng Tây. Quân của Trương Hàm đến đất lật, hạng lương sai biệt tướng, vị tướng chỉ huy một cánh quân riêng, là Chu Kê Thạch, dư phản quân đánh lại, dư phản quân chết, quân của Chu Kê Thạch thua, bỏ chạy đến hồ lăng. Hạng lương đem quân vào đất tiết, giết kê thạch. Trước đây, hạng lương đã sai hạng vũ đi một đường khác đánh tương thành. Tương thành cố sức giữ nên vũ không hạ được. Đến khi hạ được thành, vũ sai chôn sống tất cả dân trong thành. Rồi trở về báo tin cho hạng lương. Hạng lương nghe tin Trần Vương đã chết thật. Bèn gọi các biệt tướng họp ở đất tiết để bàn bạc. Bây giờ bái công đã khởi binh ở đất bái. Cũng đến hội họp. Phạm tăng người đất cư xào, 70 tuổi, xưa nay ở nhà, thích mưu kế lạ, đến nói với hạng lương trần thắng thua là phải lắm trong sáu nước bị tần diệt thì nước sở là vô tội nhất từ khi vua hoài vương vào đất tần rồi không về nữa người sở vẫn còn thương xót ông ta cho đến ngày nay xem khuất nguyên liệt chuyện vì vậy sở nam công nói nước sở dù chỉ còn ba hộ nhưng tiêu diệt nhà tần chính là nước sở nay trần thắng khởi sự không lập con cháu vua sở mà tự lập làm vương thì tình thế không thể lâu dài được bây giờ ngài khởi nghĩa ở giang đông các tướng nước Sở kéo đến theo ngài như ong về tổ, là vì nhà ngài đời đời làm tướng nước Sở. Họ cho rằng ngài có thể lập lại con cháu vua Sở làm vua. Hạng Lương cho là phải, bèn tìm người cháu của Sở Hoài Vương, tên là Tâm, chăn dê cho người ta, lập làm Sở Hoài Vương để thỏa lòng mong mỏi của dân chúng. Trần Anh làm thượng trụ quốc của nước Sở, được phong năm huyện cùng đóng đô ở đất Vu Thai với Hoài Vương. Hạng Lương tự xưng là Vũ Tín quân, được mấy tháng lương đem quân đánh thành cang phủ cùng với điền vinh và tư mã long thư nước tề lương đem quân cứu đông a phá tan quân tần ở đông a điền vinh liền đem quân về đuổi vua tề là giả giả chạy trốn sang nước sở tướng quốc một của giả là điền nhàn trước kia là tướng nước tề ở lại nước triệu không dám về điền vinh lập con của điền đam tên là thị làm tề vương sau khi đã đánh phá quân tần ở gần đông a hạng lương đuổi theo quân tần Lương mấy lần sai sứ giả dục Điền Vinh đem binh của nước Tề đến. Để cùng kéo quân sang hướng Tây, Điền Vinh nói, nước sở có giết Điền giả, nước triệu có giết Điền giác, Điền nhàn thì ta mới đem quân đến. Hạng Lương nói, Điền giả là vua một nước giao hiếu với ta, cung đường phải đến đây theo ta, ta không nỡ giết. Chú thích. Một, dịch là tướng quốc cho khỏi lẫn với tướng quân, tướng quân chỉ huy về chính trị, đường lối, còn tướng quân chỉ huy về quân sự hai chữ này viết khác nhau nhưng đều gọi là tướng cho nên dịch là tướng quốc và tướng quân nước triệu cũng không giết điền giác điên nhan để mua chuộc nước tề cho nên tề không chịu đem quân đến giúp nước sở hạng lương sai bái công và hạng vũ đem binh đi theo đường riêng đến thành dương làm cỏ quân dân trong thành rồi tiến quân về hướng tây đánh phá quân tần ở phía đông thành bộc dương quân tần rút vào thành bộc dương bái công và hạng vũ bèn đánh thành định đào chưa hạ được thành họ liền bỏ đi cướp đất đai ở phía tây cho đến ung khâu đánh quân tần thua to chém lý do con của lý tư rồi quay lại đánh ngoại hoàng nhưng chưa hạ được hạng lương đem quân từ phía tây đất đông a qua hướng bắc đến định đào đánh tan quân tần lần thứ hai bọn hạng vũ giết được lý do cho nên lương càng khinh thường quân tần và tỏ ra kiêu căng tống nghĩa bền can hạng lương nếu đánh thắng mà tướng kiêu căng quân sĩ trễ nãi thì sẽ thất bại nay quân sĩ đã hơi trễ nãi rồi đấy quân tần ngày càng tăng tôi lo cho ngài hạng lương không nghe ben sai tống nghĩa đi sứ nước tề giữa đường nghĩa gặp sứ giả nước tề là cao lang quân tên là hiền nghĩa hỏi ông định ít kiến vũ tín quân phải không vâng tôi cho rằng vũ tín quân thế nào cũng thua ông cứ thủng thẳng mà đi thì sẽ khỏi chết nếu đi nhanh thì sẽ mắc tai họa đấy tần quả nhiên đem hết quân tiếp viện cho trương hàm Trương Hàm đánh quân sở một trận tan tành ở định đào. Hạng Lương chết. Bái công, Hạng Vũ rời bỏ ngoại hoàng, đến đánh huyện Trần Lưu. Huyện Trần Lưu giữ vững không hạ được. Bái công, Hạng Vũ bàn với nhau. Bây giờ quân của Hạng Lương đã tan vỡ. Sĩ tốt đều lo sợ. Hai người bèn cùng với quân của Lữ Thần đi về hướng đông. Lữ Thần đóng quân ở phía đông Bành Thành. Hạng Vũ đóng quân ở phía tây Bành Thành. Bái công đóng quân ở đất đường. Một. 4. Sau khi đã đánh bại quân của Hạng Lương, Trương Hàm cho rằng quân của nước sở không đáng lo, nên vượt Hoàng Hà qua đánh nước Triệu, phá tan quân Triệu. Lúc bấy giờ Triệu Yết làm vua, Trần Dư làm tướng quân. Trương Nhĩ làm tướng quốc, cả ba đều chạy vào thành cự lộc. Trương Hàm đóng quân ở phía nam thành này, xây một con đường ống để chuyên chở thóc. Trần Dư làm tướng, đem vài vạn quân đóng ở phía bắc thành cự lộc. Hai, toán quân ấy gọi là quân Hà Bắc quân sở đã bị thua ở định đào, hoài vương lo sợ, từ vu thai đến bành thành, dồn cả quân của hạng vũ, lũ thần làm một, và thân hành cầm quân, hoài vương cho lữ thần làm tư đồ, cha của thần là lữ thanh làm lệnh doãn, cho bái công làm thái thú đường quận, phong làm vũ an hầu, coi đạo quân đường quận. Chú thích 1. Đoạn 3 lai lịch hạng lương từ khi khởi nghĩa đến khi thất bại, giới thiệu những nhân vật quan trọng của cuộc khởi nghĩa, Trần Anh, Phạm Tăng kinh bố, bái công, hạng lương vì kiêu căng nên thất bại, quân tần từ bại chuyển thành thắng. Hai, trước khi quân tần bao vây, Trần Dư đã mang quân ra ngoài thành, xem trương nhĩ. Trần Dư liệt chuyện, sứ giả nước tề là cao lăng quán tên là Hiển, bấy giờ đang ở trong quân đội nước sở, trước đấy, Hiển có gặp Tống Nghĩa, cho nên Hiển ít kiến vua sở và nói. Tống Nghĩa nói rằng quân của Vũ Tín quân nhất định thua, vài ngày sau quả nhiên quân ấy bị bại. Quân chưa giao chiến mà ông ta đã thấy trước cái cơ thất bại như thế, có thể gọi ông ta là người biết binh Pháp. Hoài Vương gọi Tống Nghĩa vào cùng bàn công việc. Hoài Vương rất là đẹp lòng, bèn cho y làm thượng tướng quân, hạng vũ làm thừa tướng, phong lỗ công, phạm tăng làm mặt tướng để cứu nước triệu. Các biệt tướng đều ở dưới quyền Tống Nghĩa. Hiệu là Khanh tử quán quân, Tống Nghĩa đi đến An Dương, ở lại 46 ngày không tiến quân, hạng vũ nói tôi nghe nói quân tần vây triệu vương ở cự lộc ngài nên mau mau đem quân qua sông quân sở đánh ở bên ngoài quân triệu tiếp ứng ở bên trong thì chắc chắn phá được tần không phải thế đâu phàm con mỏng đốt châu thì không thể nào giết được giận cháy câu này có nhiều sách giải nghĩa khác nhau có sách giải thích thành cự lộc tuy nhỏ quân tần không thể lấy ngay được có sách giải thích muốn lấy được tần thì không thể chú ý cự lộc ý sau hợp hơn con mỏng chỉ cốt đốt châu không có thì giờ đâu chú ý đến bọn cháy giận trên lưng châu, cũng như Tống Nghĩa chỉ cốt đánh tần, không có thì giờ để ý đến việc vụn vặt như cự lộc, nay tần đánh triệu, nếu tần đánh thắng thì quân mệt mỏi, ta lợi dụng lúc nó kiệt quệ mà đánh, nếu tần không thắng thì ta hợp quân kéo về hướng Tây, chắc chắn cướp lấy được nước tần. Vì vậy, không gì bằng trước tiên để cho tần và triệu đánh nhau, mang áo giáp dày, cầm binh khí sắc thì nghĩa này không bằng ông nhưng ngồi để trù tính sách lực thì ông không bằng nghĩa câu này ám chỉ hạng vũ tống nghĩa bèn ra lệnh trong quân ai mạnh như hổ bướng như dê tham như sói cứng đầu không thể sai khiến được đều chém tuốt nghĩa bèn sai con là tống tương sang làm tướng nước tề thân hành tiện y đến đất vô diêm uống rượu hội họp linh đình trời lạnh mưa to quân sĩ đều đói rét hạng vũ nghĩ thầm đáng lý phải cố sức đánh tần thế mà lại cứ rằng dai mãi không chịu đi. Nay năm đói, dân nghèo, sĩ tốt ăn rau ăn khoai, quân không có lương thực sẵn sàng, thế mà cứ uống rượu, hội họp linh đình, không đem binh vượt hoàng hà để dùng lương thực nước triệu, cùng triệu chung sức đánh tần, lại còn nói lợi dụng khi nó kiệt quệ một nước mạnh như nước tần, đánh nước triệu là nước mới thành lập, thì nhất định là lấy đứt rồi nước triệu mất, tần lại càng mạnh, chứ có mong gì nó kiệt quệ mà lợi dụng kia chứ. Và chăng, quân ta vừa bị tan tác, vua ngồi không yên chiếu, vét tất cả binh lính, lương thực trong nước, giao cho một mình tướng quân. Nước nhà yên hay nguy là ở trận này, nay không thương xót sĩ tốt, lại mưu đồ việc riêng, thật không phải hạng bầy tôi trung thành với nước. Đoạn này phản lại nhận xét của Tống Nghĩa và chứng tỏ hạng vũ là người dũng mãnh, yêu sĩ tốt, nhiều mưu trí và quyết đoán trong lúc hành động. Buổi sáng, hạng vũ vào hầu thượng tướng quân Tống Nghĩa, vũ bước vào chướng chặt đầu Nghĩa liền ra lệnh trong quân. Tống Nghĩa mưu với tề để phản lại nước sở. Sở vương ra lệnh cho vũ giết hắn. Bấy giờ các tướng đều sợ hãi cúi đầu không ai dám ho hè, tất cả đều nói. Người đầu tiên lập nước sở là gia đình tướng quân, nay tướng quân lại giết được đứa loạn thần. Họ bàn nhau lập vũ làm quyền thượng tướng quân, sai người đuổi theo con của Tống Nghĩa. Đến tề thì bắt được và giết đi, vũ sai hoàn sở báo với hoài vương hoài vương nhân đó phong vũ làm thượng tướng quân đương dương quân và bồ tướng quân đều ở dưới quyền hạng vũ sau khi giết khanh tử quán quân uy thế của hạng vũ vang dội ở nước sở danh tiếng nổi ở khắp các chư hầu vũ liền sai đương dương quân bồ tướng quân cầm hai vạn quân vượt hoàng hà đến cự lộc vì chiến sự còn ít thắng lợi nên trần dư lại xin quân tiếp viện hạng vũ liền đem tất cả quân vượt hoàng hà bắt quân lính đều phải dìm đắm thuyền đập vỡ nồi nấu cơm đốt lều trại, chỉ mang lương thực trong ba ngày để tỏ rõ sĩ tốt quyết tâm liều chết. Không chịu quay về, Vũ đến vây Vương Ly, gặp quân Tần, đánh chín trận, cắt đứt con đường ống, phá tan quân Tần, giết Tô Gia c bắt sống Vương Ly, thiệp nhân không đầu hàng sở, tự thiêu mình mà chết. Bấy giờ thanh thế quân của sở át cả quân các nước chư hầu. Quân của chư hầu đến cứu cự lộc đóng ở gần đó hơn 10 doanh trại, nhưng không ai dám đem quân ra đánh. Đến khi sở đánh tần, các tướng đều đứng trên tường mà nhìn, các chiến sĩ nước sở ai cũng đủ sức một người chống lại mười người. Tiếng gieo hò của quân sở vang trời, quân chư hầu không ai không run sợ, do đó, sau khi đã đánh tan quân tần. Hạng vũ triệu tập tướng các nước chư hầu, khi vào cửa viên môn, mọi người đều quỳ gối xuống mà đi tới, không ai dám ngẩng lên nhìn. Vì vậy, hạng vũ bắt đầu làm thượng tướng quân của chư hầu, chư hầu đều ở dưới quyền vũ đoạn bốn hành động oanh liệt của hạng vũ trong việc giết tống nghĩa đánh tan quân tần ở cự lộc do đó chuyển bại thành thắng tác giả nhấn mạnh thái độ kiên quyết chiến đấu của hạng vũ và quân sở đối lập với thái độ khiếp nhược của quân chư hầu tác giả nhấn mạnh mấy lần chứ không dám năm trương hàm đóng quân ở cúc nguyên hạng vũ đóng quân ở phía nam sông trương hai bên cứ giữ thế nhau chưa giao chiến quân của tần nhiều lần rút lui tần nhị thế sai người đến của trách trương hàm trương hàm sợ sai trưởng sử chức quan tương đương với chức bí thư trưởng là hân đi yết kiến vua tần để tâu xin định đoạt hân đến hàm dương đợi ở cửa tư ám cửa ngoài của cung đình ba ngày triệu cao về triệu cao xem tần thủy hoàng bản kỳ không cho yết kiến vì y có lòng ngờ trưởng sử hân sợ hãi chạy về quân mình nhưng không dám đi theo con đường lần trước quả nhiên triệu cao cho người đuổi theo nhưng không kịp hân về đến quân doanh báo rằng ở triều đình Triệu Cao chuyên quyền, ở dưới quyền của nó không thể làm được việc gì, nay nếu đánh mà thắng thì thế nào cao cũng ghen ghét công lao của chúng ta, lỡ đánh không thắng thì không khỏi chết. Xin tướng quân hãy suy nghĩ cho kỹ." Trần Dư cũng đưa thư cho Trương Hàm nói: "Bạch Khởi làm tướng nước Tần, phía nam chinh phục Yên Sinh, kinh đô của Sở, phía bắc chôn sống Mã Phục, Triệu Quát, con Triệu Sa được phong làm Mã Phục quân, bị Bạch Khởi giết." đồng thời chôn sống 40 vạn quân triệu đánh lấy thành cướp được đất không biết bao nhiêu mà kể thế mà cuối cùng tần ra lệnh cho tự sát mông điềm làm tướng nước tần phía bắc giết quân nhung mở mang đất du trung mấy ngàn dặm thế mà cuối cùng cũng bị chém ở dương châu xử chép hồ hợi ra mông điềm ở dương châu rồi bắt điềm phải uống thuốc độc chết ở đó đây nói chém ở dương châu là có ý nói thêm tại sao lại như thế họ lập nhiều công nước tần không thể cấp đất đai cho hết cho nên tìm cách giết họ đi. Nay tướng quân làm tướng nước Tần đã ba năm nay, quân chết và bỏ trốn tinh đến chục vạn người. Thế mà chưa hầu nổi dậy càng nhiều. Tên triệu cao kia mấy lâu nay vốn hay nịnh hót, lừa dối nhà vua, nịnh dối đã lâu ngày, sợ bại lộ ra, nay việc gấp, cũng sợ nhị thế giết, cho nên hắn muốn tìm cách giết tướng quân để chút lỗi, rồi sai người thay thế tướng quân để tránh khỏi tai họa. Tướng quân ở ngoài đã lâu, ở trong triều đình có nhiều hiềm khích, có công cũng bị giết, không có công cũng bị giết, và trăng trời làm tiêu diệt nhà tần. Người ngu độn hay khôn ngoan ai cũng đều biết như thế. Nay tướng quân ở triều đình thì không thể lấy lời thẳng để khuyên can ở ngoài biên cương thì làm vị tướng của một nước sắp mất. Cô độc đứng một mình mà muốn tồn tại được mãi thì chẳng đáng thương lắm sao tại sao tướng quân không đem quân quay lại liên hiệp với chư hầu. Giao ước cùng nhau đánh tần, chia đất tần để làm vương, ngoảnh mặt về hướng nam để xưng cô ngày xưa thiên tử và chư hầu đều ngồi quay mặt về hướng nam để cai trị và tự xưng mình là cô với nghĩa khiêm tốn là đứa con không cha cũng như thiên tử xưng quả nhân với nghĩa khiêm tốn là người ít nhân điều đó chẳng hơn thân bị bú dìu vợ con bị giết hay sao trương hàm còn do dự bí mật sai vị quân là thi thành đi sứ đến hạng vũ muốn cùng giao ước giao ước chưa xong hạng vũ sai bồ tướng quân ngày đêm đem quân vượt bến tam hộ đóng quân ở phía nam sông Trương, đánh nhau với quân Tần, lại đánh tan quân Tần lần thứ hai, nên rõ mưu lược của hạng vũ, giao ước chưa xong đã đánh. Dễ thắng vì quân địch còn hoang mang, nhân đó càng làm áp lực bắt hàm phải hàng, hạng vũ đem tất cả quân đánh quân Tần trên sông Vu Thủy. Phá tan tành, Trương Hàm sai người ít kiến hạng vũ, muốn giao ước, vũ triệu các quân lại bàn. Lương ta ít, ta muốn nghe theo giao ước của y, các quân lại đều nói, phải. Hạng Vũ bèn hẹn với Hàm gặp nhau ở Ân Khư, phía nam sông Hoàn Thủy. Sau khi ăn thề, Trương Hàm nhìn thấy Hạng Vũ, chảy nước mắt ròng ròng, kể lại việc triệu cao. Hạng Vũ bèn lập Trương Hàm làm ung vương giữ lại ở trong quân đội của sở, cho trưởng Sử Hân làm thượng tướng quân, cầm quân tần để đi tiên phong. Quân của Vũ đến Tân An. Tướng sĩ các nước chư hầu xưa kia làm sâu hay đi thú ở trong đất tần đều bị tướng sĩ của tần đối đãi với họ như là nô lệ tù binh, tha hồ làm nhục tướng sĩ nhà Tần. Tướng sĩ nhà Tần nhiều người nói trộm với nhau. Bọn trương tướng quân lừa chúng ta đầu hàng chư hầu, nên bây giờ họ có thể vào cửa quan đánh nước Tần. Nếu may ra mà đánh được nhà Tần thì tốt lắm, nếu không thì chư hầu sẽ bắt chúng mình đem về đông, con Tần thì thế nào cũng giết chết cha mẹ, vợ con ta. Các tướng nghe mang máng việc họ bàn, đem báo lại với hạng vũ. Hạng vũ liền gọi kình bố và bồ tướng quân để bàn. Tướng sĩ của Tần vẫn còn đông, bụng chúng không phục ta, đến Quang Trung mà chúng không theo ta thì việc lớn sẽ nguy, chi bằng giết chúng đi, chỉ giữ lại Trương Hàm, trưởng Sử Hân, đôi yế ế để cung vào đất Tần mà thôi. Bấy giờ quân đội sở ban đêm đến đánh và chôn sống hơn 20 vạn lính Tần ở phía nam thành Tân An. Đoạn 5 kể lại Trương Hàm đầu hàng hạng vũ và việc hạng vũ chôn sống quân Tần. Từ đoạn 7 trở đi là kể việc tranh chấp giữa hạng vũ và Lưu Bang để làm bá chủ thiên hạ. 6. Vũ từ Tân An ra đi, muốn bình định được đất tần. Nhưng cửa hàm cốc có binh giữ cửa ải, Vũ không vào được. Một, lại nghe tin bái công đã phá hàm dương. Hạng Vũ nổi giận, sai bọn đường dương quân đánh cửa ải. Hạng Vũ bèn vào đến phía tây sông Hí Thủy. Bái công đóng quân ở Bá Thượng, chưa có dịp gặp hạng Vũ. Quan tả tư mã của bái công là Tào Vô Thương sai người đến nói với hạng Vũ. Bái công muốn làm vua ở Quan Trung cho tử anh làm tướng quốc, lấy hết của cải châu báu. Hạng Vũ nổi giận nói: Ngày mai cho quân sĩ ăn no để đánh quân của Bái Công. Lúc bấy giờ, quân Hạng Vũ 40 vạn đóng ở Hồng Môn huyện Tân Phong, quân của Bái Công 10 vạn đóng ở Bá Thượng, Phạm Tăng nói với Hạng Vũ: Khi Bái Công ở Sơn Đông thì tham của cải, thích gái đẹp, nay vào Quan Trung, ông ta không lấy của cải gì, hai, không thân cận đàn bà con gái. Điều đó chứng tỏ trí của ông ta không vừa. Tôi sai người xem khí mây nơi ông ta ở, thì đều là khí long hổ thành nam sắc. Ba, chính là khí tượng thiên tử đấy, phải đánh gấp chớ có bỏ qua. Chú thích. Một, trong thời gian hạng vũ đem quân đến cự lộc, bái công vâng lệnh sở hoài vương đã đem binh lấy nước tần, cho người canh giữ hàm cốc quan, xem cao tổ bản kỷ. Hai, nhận xét này của Phạm Tăng chứng tỏ lời của Tào Vô Thương là bịa đặt tham vọng của Bái Công to hơn thế nhiều. Ba, theo mê tín đời xưa, đế vương ở đâu thì ở đấy có mây ngũ sắc phủ trên trời. Quan tà doãn nước Sở là Hạng Bá, chú của Hạng Vũ, vốn quen thân lưu hầu là Trương Lương. Lúc bấy giờ Trương Lương theo Bái Công, Hạng Bá Bèn đang đêm rỗi ngựa đến quân doanh Bái Công, gặp riêng Trương Lương, báo cho Lương biết đầu đuôi câu chuyện, muốn gọi Trương Lương cùng đi với mình cho thoát nạn, Hạng Bá Bèn bảo Lương rằng chớ có theo mà bị chết cả đấy trương lương nói tôi vì vua hàn mà theo bái công nay bái công có việc nguy cấp bỏ trốn đi là bất nghĩa không thể không nói với ông ta lương bèn đi vào kể đầu đuôi cho bái công nghe bái công hoảng sợ nói làm thế nào bây giờ trương lương hỏi kẻ nào bày kế cho đại vương bái công nói cái thằng tiểu nhân ấy bảo ta rằng giữ lấy hàm cốc quan không cho quân của chư hầu vào thì có thể làm vương trên toàn đất tần vì vậy ta nghe lời hắn trương lương nói đại vương thử liệu xem sĩ tốt có đủ để chống lại hạng vương không bái công im lặng một lúc đáp cố nhiên là không bằng làm sao bây giờ trương lương nói thần xin đến nói với hạng bá rằng bái công không dám phản hạng vương nhà ngươi với hạng bá quen nhau à trong thời nhà tần hạng bá chơi với thần ông ta giết người thân cứu sống, cho nên ngày nay gặp việc nguy cấp, ông ta đến đây báo cho thần biết. Ông ta với nhà ngươi, ai lớn tuổi hơn? Ông ta lớn tuổi hơn thần. Nhà ngươi hãy thay mặt ta mời ông ta vào, ta sẽ đại ông ta là bậc anh. Trương Lương đi ra mời hạng bá, hạng bá liền vào ít kiến bái công, bái công bưng chén rượu trúc thọ, hẹn làm thông gia, bái công nói. Tôi vào hàm cốc quan, tơ hào không dám động, ghi danh sách quan lại và dân chúng vào sổ niêm phong các kho tàng để đợi tướng quân tôi sai tướng giữ cửa ải chỉ là đề phòng trộm cướp ra vào và những việc bất chắc mà thôi ngày đêm mong tướng quân đến chứ tôi đâu dám làm phản xin ông nói lại với tướng quân rằng tôi đâu dám vong ân bội nghĩa hạng bá nhận lời nói với bái công ngày mai thế nào ông cũng phải đến sớm mà xin lỗi hạng vương bái công nói vâng hạng bá liền ra đi trong đêm ấy về đến quân doanh, bá đem những lời nói của bái công báo lại với hạng vũ, nhân tiện nói. Nếu bái công không phá quan trung chức thì đại vương có dám vào không người ta có công lớn mà mình lại đánh là bất nghĩa, chi bằng đối đãi với họ cho tử tế. Hạng vương cho là phải. Sáng hôm sau, bái công mang theo 100 kỵ binh đến yết kiến hạng vương. Bái công đến hồng môn xin lỗi. Tôi và tướng quân đều hết sức đánh tần. Tướng quân đánh ở Hà Bắc, tôi đánh ở Hà Nam, không ngờ tôi vào hàm cốc quan trước, đánh phá nhà Tần, lại được gặp tướng quân ở đây. Nay vì lời nói của kẻ tiểu nhân nên tướng quân với tôi có hiểm khích. Hạng Vũ nói, đó là quan tả tư mã của bái công là tào vô thương nói đấy. Một, nếu không thì tịch đây làm như thế làm gì? Hôm ấy hạng vương giữ bái công ở lại uống rượu, hạng vũ và hạng bá ngồi quay mặt về hướng nam, bái công ngồi quay mặt về hướng bắc, trương lương chầu quay mặt về hướng tây. Hai, phạm tăng đưa mắt nhìn hạng vương đưa cái vòng ngọc quyết ba ra hiệu như thế ba lần nhưng hạng vương vẫn im lặng không để ý phạm tăng đứng dậy ra đi gọi hạng trang đến bảo quân vương là người bất nhận anh phải vào trúc thọ trúc thọ xong xin múa kiếm nhân đó đâm bái công ở chỗ ngồi và giết đi nếu không tất cả bọn anh đều bị ông ta bắt cầm tù cả đấy hạng trang liền vào trúc thọ trúc thọ xong hạng trang nói quân vương và bái công uống rượu trong quân doanh không có gì làm vui tôi xin múa kiếm hạng vương nói được chú thích một hạng vũ lỡ lời hai tác giả lưu ý đến cách ngồi của bốn người đoạn này miêu tả hết sức sinh động cử chỉ nét mặt tiếng nói tất cả đều rất ngắn nhưng rất điển hình ba ngọc quyết là vòng ngọc đeo bên mình ở đây chữ quyết trong ngọc quyết đồng âm với chữ quyết trong quyết định ý tăng bảo vũ phải quyết định ngay hạng trang tuốt kiếm đứng dậy múa hạng bá cũng tuốt kiếm đứng dậy múa luôn luôn lấy thân mình che cho bái công nên trang không đâm được trương lương bèn ra đến cửa tìm phàn khoái phàn khoái hỏi việc hôm nay ra sao trương lương nói nguy cấp lắm hiện nay hạng trang tuốt kiếm đang múa xem hắn cốt nhằm bái công mà đâm phàn khoái nói như thế thì gấp quá rồi tôi xin vào cùng liều chết khoái liền mang kiếm cắp khiên bước vào cửa viên môn vệ sĩ cầm giáo chéo nhau muốn cản không cho vào phan khoái cầm ngang cái khiên mà gạt vệ sĩ ngã lăn ra đất khoái liền vào vén màn đứng quay mặt về hướng tây tức là đối diện với hạng vũ trợn mắt nhìn hạng vũ khóe mắt rách toác hạng vương chống kiếm quỳ nhổm dậy có ý giữ thế thủ mà hỏi ông khách làm gì thế trương lương nói đó là phàn khoái người tham thẳng người ngồi cùng một xe để hộ vệ của bái công hạng vũ nói tráng sĩ cho tráng sĩ chén rượu liền cho khoái một chén rượu khoái lại tạ đứng lên mà uống cho ông ta một vai lợn lại cho khoái một vai lợn sống khoái đặt cái khiên xuống đất đặt vai lợn lên trên tuốt kiếm xẻo thịt lợn mà nhai tất cả bốn động tác trong một câu cách ăn thịt lợn thật đặc sắc hạng vương nói Tráng sĩ có uống được rượu nữa không phàn khoái nói. Thần chết còn trả tránh, dám đâu từ chối chén rượu. Vua Tần lòng lang dạ thú giết người nhiều không kể xiết, trị tội người như sợ không kịp, thiên hạ đều nổi dậy làm phản, vua Hoài Vương có giao ước với các tướng, ai phá được Tần vào Hàm Dương thì phong vương, ngày nay bái công là người đầu tiên phá được Tần vào Hàm Dương, tơ hào không dám phạm, niêm phong các cung thất, đem quân về đóng ở Bá Thượng để chờ đại vương đến. Bái công sai tướng giữ cửa ải là chỉ để đề phòng bọn trộm cướp ra vào và những việc bất chắc mà thôi. Bái công khó nhọc mà công to như vậy, nhưng vẫn chưa được phong thưởng gì nay đại vương nghe lời bọn tiểu nhân. Muốn giết kẻ có công, tức là nói theo đường lối nhà tần đã mất tôi trộm nghĩ đại vương không nên làm như vậy. Hạng vương chưa biết lấy câu gì đáp lại, bảo. Ngồi xuống, phàn khoái ngồi bên cạnh trương lương, một lát, bái công đứng dậy đi ra ngoài, nhân đó gọi phản khoái ra hạng vương sai đô ý là trần bình mời bái công vào bái công nói nay ta ra đi chưa có lời từ biệt làm thế nào bây giờ phan khoái nói làm việc lớn thì không để ý đến những điều vụn vặt làm lễ lớn không câu nệ những điều nhỏ nay người ta là dao là thất ta là cá là thịt từ biệt làm gì bái công bèn ra đi sai trương lương ở lại để xin lỗi lương hỏi Đại vương đến đây có mang theo gì không bái công nói. Ta mang theo một cặp ngọc bạch bích, muốn để hiến hạng vương. Một đôi chén ngọc muốn để biếu á phụ. Ta thấy họ nổi giận nên không dám hiến. Nhà ngươi hiến hộ ta. Trương Lương nói. Xin vâng. Bấy giờ quân của hạng vương đóng ở Hồng Môn. Quân của bái công đóng ở Bá Thượng, cách nhau 40 dặm. Bái công bỏ xe lại, một mình cưỡi ngựa đi thoát thân. Bốn người, Phàn Khoái, Hạ Hầu Anh, Ngân Cương, Kỳ Tín, Mang Gươm và Khiên chạy bộ theo, miêu tả cách chạy trốn rất tỉ mỉ và cụ thể. Họ men theo chân núi Ly Sơn, đi qua Chỉ Dương, theo con đường nhỏ, bái công dặn Trương Lương. Đi theo con đường này đến quân ta chỉ mất 20 dặm thôi, tính chừng khi nào ta đã về đến quân doanh rồi thì nhà ngươi hãy vào. Sau khi bái công trừng đã đi theo con đường nhỏ về đến trong quân, Trương Lương bước vào xin lỗi, nói bái công quá chén, không thể vào từ biệt, có sai thần là lương, dâng một đôi ngọc bích để kính dâng đại vương, một đôi chén ngọc đến kính dâng đại tướng quân. Hạng vương hỏi, bái công đâu rồi trương lương nói, nghe đại vương có ý trách tội, bái công đã trốn thoát đi một mình, nay đã về đến quân doanh, nhấn mạnh ý sau để nói hạng vũ bây giờ không làm gì được nữa. Hạng vương bèn nhận ngọc bích đặt ở chỗ ngồi, á phụ cầm chén ngọc đặt xuống đất, tuốt kiếm đập chén vỡ tan nói Chà, thằng trẻ con, đây là nói hạng trang, nhưng thực ra là ám chỉ hạng vũ, không thể cùng bàn mưu kế người đoạt thiên hạ của hạng vương nhất định là bái công, bọn ta sẽ bị bắt làm tù hết. Bái công về đến quân doanh, lập tức giết tào vô thường, đoạn này nổi tiếng trong văn học gọi là đoạn an yến ở Hồng Môn. Mấy ngày sau, hạng vương đem binh về hướng Tây làm cỏ thành Hàm Dương, giết vua Tần đã đầu hàng là Tử Anh, đốt cung thất nhà Tần lửa cháy liền ba tháng không tắt, thu của cải châu báu. Phụ nữ đem về đông. Có người, theo tiền hán thư, thì người thuyết khách này là Hàn Sinh, hán sở Xuân Thu gọi là Thái Sinh, nói với hạng vương. Đất quan trung bốn phía có núi sông che chở, đất đai phì nhiều, có thể đóng đô ở đấy để xây dựng nghiệp bá. Hạng vương thấy cung thất nhà tần đều bị đốt phá, lòng chạy nhớ, muốn về miền đông, liền nói được phú quý mà không trở về làng cũ thì cũng như mặc áo gấm đi đêm còn ai biết gì người ấy nói người ta nói rằng người nước sở giống những con khỉ đội mũ người con khỉ đội mũ người thì trong chốc lát sẽ vứt mũ và bản tính của nó sẽ lộ ra ý nói tính tình thay đổi nhanh quả thực là đúng hạng vương nghe vậy bỏ người đó vào trong vạc dầu hạng vương sai người xin mệnh lệnh của sở hoài vương hoài vương nói cứ theo như lời ước cũ Hạng Vương hy vọng Sở Hoài Vương sẽ cho mình làm vương ở Tần, nhưng Sở Hoài Vương muốn giữ lời giao ước để bái công làm vương. Vì bái công đầu tiên vào quan trung, Hạng Vương bèn tôn Hoài Vương lên làm nghĩa đế. Hạng Vương muốn tự xưng vương nên trước tiên phong các tướng văn võ làm vương. Hạng Vương nói, khi thiên hạ mới bắt đầu khởi sự thì tạm thời lập các chư hầu để đánh Tần, nhưng việc mình mặc áo giáp, tay cầm gươm dao ganh vác việc lớn, ba năm sông pha ở chiến trường diệt nhà tần và bình định được thiên hạ đều là công lao của các vị tướng các quan văn võ và của tịch này nghĩa đế tuy không có công nhưng cũng chia đất đai mà phong vương cho ông ta các tướng đều nói phải đấy hạng vương bèn chia thiên hạ lập các tướng làm vua các nước chư hầu hạng vương và phạm tăng lo ngại bái công sẽ lấy thiên hạ nhưng chót đã điều đình xong không muốn bội ước sợ chư hầu làm phản cho nên bí mật bàn nhau đất ba và đất thục đường xá hiểm trở nhà tần đầy người đến ở đất thục bèn nói đất ba và đất thục cũng là đất quan trung vì bất đắc dĩ phải phong vương cho bái công lại phải phong ở quan trung theo lời giao ước cho nên hai người tìm cách đày bái công đi ba và thục và nói rằng ba và thục cũng là quan trung cho nên lập bái công làm hán vương cai trị đất ba đất thục và đất hán trung đóng đô ở nam trịnh hạng vương chia quan trung làm ba phần phong vương cho các tướng tần đã đầu hàng để họ chạy đường của Hán Vương. Hạng Vương lập Trương Hàm làm ung vương, cai trị từ Hàm Dương sang phía Tây. Đóng đô ở phế khâu, trưởng sử hân xưa làm quan coi ngục ở lịch Dương Vốn có ơn với Hạng Lương. Đô ý đồng ế trước đã khuyên Trương Hàm đầu hàng nước sở, cho nên Hạng Vương lập Tư Mã Hân làm tác vương, cai trị từ phía Đông Hàm Dương cho đến Hoàng Hà, đóng đô ở lịch Dương. Đồng ế được làm lịch vương, cai trị đất thượng quận, đóng đô ở Cáo Nô hạng vương để ngụy vương là báo làm tây ngụy vương cai trị đất hà đông đóng đô ở bình dương thân dương ở hà khâu là người tôi yêu của trương nhĩ đã lấy được quận hà nam và đóng quân sở trên hoàng hà cho nên được lập làm hà nam vương đóng đô ở lạc dương hàn vương tên là thành vẫn ở đất cũ đóng đô ở dương định tướng nước triệu là tư mã ngang đã lấy được hà nội và đã có nhiều lần lập công cho nên được lập làm ân vương cai trị ở đất hà nội đóng đô ở triều ca hạng vương đổi triệu vương tên là yết làm đại vương thừa tướng nước triệu là trương nhĩ vốn hiền lại theo hạng vũ vào quan trung cho nên được lập làm thường sơn vương cai trị đất triệu đóng đô ở tương quốc đương dương quân kình bố làm tướng nước sở thường lập công đầu trong quân đội cho nên được lập làm cửu giang vương đóng đô ở lục ngô nhuế làm lệnh ở bà dương thường đốc xuất bách việt tên trung để chỉ tất cả việt tộc ở dãy núi ngũ lĩnh sau khi nước việt bị nước sở diệt vào cuối đời chiến quốc có âu việt ở phía nam chết giang Mân Việt ở Phúc Kiến, Dương Việt ở Quảng Đông, để giúp chư hầu, lại theo hạng vũ vào quan trung cho nên được lập làm hành Sơn Vương, đóng đô ở Đất Châu, cung ngao làm trụ quốc của Nghĩa Đế, đã đem quân đánh Nam quân. Lập được nhiều công cho nên được làm Lâm Giang Vương, đóng đô ở Giang Lăng, hạng vương đổi tên Yên Vương Hàn Quảng làm Liêu Đông Vương, tướng nước Yên là tang Đồ đã theo sở cứu triệu, sau đó lại theo hạng vũ vào quan trung cho nên được lập làm Yên Vương, đóng đô ở Đất Kế hạng vương đổi tề vương là điền thi làm giao đông vương tướng nước tề là điền đô đã cùng hạng vương cứu triệu sau đó lại theo hạng vương vào quan trung cho nên được lập làm tề vương đóng đô ở lâm chi điền an cháu của tề vương kiến bị tần giết khi hạng vũ vượt qua sông cứu triệu điền an đã lấy lại được mấy thành ở tế bắc rồi đem binh đầu hàng hạng vũ cho nên được lập làm tế bắc vương đóng đô ở bắc dương điền vinh đã mấy lần không nghe theo hạng vương lại không chịu đem binh theo quân sở đánh tần cho nên không được phong đất thành an quân trần dư bỏ tướng ấn mà đi không theo hạng vương vào quan trung nhưng nghe nói ông ta là người hiền có công với nước triệu lại nghe tin ông ta lúc bấy giờ ở nam bì cho nên phong cho ba huyện ở xung quanh đấy tướng của phiên quân là mai quyên lập được nhiều công cho nên được phong thập vạn hộ hầu hạng vương tự lập làm tây sở bá vương cai trị chín quận đóng đô ở bành thành năm thứ nhất Tháng Tư, đời nhà Hán, 206, các chư hầu đều bãi binh và trở về nước mình. Hạng vương về nước, sai người đổi nghĩa đế đi nơi khác, nói Các vị đế vương ngày xưa nước vua ngàn dặm đều ở thượng lưu dòng sông. Cho nên hạng vương sai đổi nghĩa đế đi trường xa, ở sâm huyện, hạng vương lại dục nghĩa đế đi. Quân thân của nghĩa đế dần dần trở mặt, hạng vương bèn bí mật sai hành sơn vương và lâm giang vương giết nghĩa đế ở trên trường giang, hàn vương là thành không có quận công. Hạng vương không cho về nước, đưa về bành thành, lại sai người giết đi, tang đồ về nước mình, muốn đuổi hàn quản đi liêu đông, nhưng quảng không nghe, tang đồ giết quảng ở vô trung và lấy luôn đất của quảng để làm vương. Điền Vinh nghe tin hạng vũ đã đổi vua tề là thị đi giao đông, và lập tướng nước tề là điền đô làm tề vương, liền nổi giận, không cho tề vương đi giao đông, rồi giữ lấy nước tề làm phản, và đón đánh điền đô. Điền đô bỏ chạy sang sở, Tề Vương là thị, sợ hạng Vương nên bỏ trốn về nước mình là Giao Đông. Điền Vinh nổi giận, đuổi theo, giết Tề Vương ở Tức Mặc. Vinh bèn tự lập làm Tề Vương, đem quân về hướng Tây. Giết vua Tề Bắc là Điền An, làm vua cả Tam Tề, Tức Tề, Tề Bắc và Giao Đông. Vinh giao ấn tướng quân cho Bành Việt, ra lệnh cho y làm phản ở đất Lương. Trần Dư ngầm sai Trương Đống, Hạ Duyệt nói với vua Tề là Điền Vinh. Hạng Vương làm chúa Tề thiên hạ, nhưng không công bình ông ta cho tất cả các vua cũ làm vương ở những đất xấu còn cho quần thần tướng tá của ông ta làm vương ở những nơi đất tốt đuổi chủ cũ của mình là triệu vương lên phía bắc ở đất đại dư này cho là không hợp lý nghe tin đại vương khởi binh lại không chịu nghe lối xử trí bất nghĩa xin đại vương giúp binh lính cho dư này tôi xin đánh thường sơn để phục lại triệu vương tôi xin lấy nước ấy làm rào rậu cho nước đại vương tề vương bằng lòng liền sai quân đi đến triệu Trần Dư đem tất cả quân của ba huyện cùng hợp sức với Tề Vương đánh Thường Sơn, phá tan quân của Thường Sơn Vương. Trương Nhĩ bỏ chạy theo Hán, Trần Dư đón Yết, trước đấy làm triệu vương ở đất đại, đưa về triệu vương bèn lập Trần Dư làm vương đất đại. Đoạn 7, hạng vũ diệt nhà Tần, phong vương cho các tướng, sau đó vũ giết nghĩa đế và các tướng phản lại vũ. Bấy giờ Hán quay về Bình Định Tam Tần, Tam Tần, ba nước ông, Tắc và Địch, ở trên đã nói hạng vũ chia đất tần làm ba phần phong cho các tướng cũ của tần hạng vương nghe tin hán vương đã lấy được quan trung lại đem quân về hướng đông nước tề nước triệu làm phản chống lại mình liên nổi giận bèn phong trịnh sương trước kia làm huyện lệnh đất ngô làm hàn vương để chống lại hán sai bọn tiêu công giác đánh bành việt bành việt đánh lại bọn tiêu công giáo hán vương sai trương lương đi triệu hàng ở hàn và đưa thư cho hạng vương nói hàn vương không được đối xử như lời giao ước cho nên muốn lấy quan trung nay được như lời giao ước cũ thì thôi không dám đem quân sang hướng đông tức là đã được làm vương ở quan trung tam tần như lời hứa của sở hoài vương nữa hán vương lại lấy thư của tề và lương làm phản đưa cho hạng vương và nói nước tề muốn cùng hợp sức với nước triệu để tiêu diệt nước sở vì vậy sở không có ý định đem quân về hướng tây lại đem quân về hướng bắc để đánh tề Sở đòi cửu Giang Vương bố đem binh đi theo, bố cáo bệnh không đến, sai tướng mang mấy ngàn quân lại, vì vậy hạng Vương oán bố. Mùa đông năm thứ hai nhà Hán, 205, hạng Vương đem quân về hướng Bắc, đến Thành Dương, Điền Vinh cũng đem binh đến giao chiến. Điền Vinh đánh không lại, chạy đến Bình Nguyên, dân Bình Nguyên giết Điền Vinh, hạng Vũ Bèn đem quân đi theo phía Bắc, san phẳng và đốt thành quách nhà cửa của Tề chôn sống tất cả quân lính của Điền Vinh đầu hàng, trói và bắt những người già cả, đàn bà con gái làm tù, lấy đất từ Tề đến Bắc Hải, tàn sát rất nhiều. Người Tề hợp nhau lại làm phản, vì vậy, em của Điền Vinh là Điền Hoành, thu thập được mấy vạn lính Tề đã đi trốn từ trước, làm phản ở Thành Dương, hạng vương vì vậy phải dừng lại, đánh mấy trận, nhưng không hạ được. Mùa xuân, Hán Vương cầm quân của năm nước chư hầu. Tất cả 56 vạn người, kéo về hướng đông để đánh sở. Hạng vương nghe vậy bèn sai các tướng đánh nước tề, còn mình thì đem ba vạn tinh binh đi về hướng nam do đất lỗ, qua thành Hồ Lăng. Tháng tư, quân Hán đều đã vào bành thành, thu của cải châu báu, gái đẹp, ngày nào cũng đặt tiệc rượu hội họp linh đình. Hạng vương bèn đem quân về hướng Tây, sáng sớm đi qua tiêu huyện, đánh quân Hán, rồi kéo về hướng đông đến bành thành. Giữa trưa, hạng vũ phá tan quân Hán, quân Hán đều bỏ chạy xô nhau nhảy xuống sông Cốc và sông Tứ. Hạng Vương giết hơn 10 vạn quân Hán, quân Hán đều bỏ chạy sang hướng Nam về phía núi, quân sở lại truy kích đến phía đông Linh Bích, trên sông Tuy Thủy, quân Hán rút lui bị quân sở đánh giáo giết, giết rất nhiều. Hơn 10 vạn quân Hán đều nhảy xuống sông Tuy Thủy, nước sông vì vậy không chảy được, hạng Vương vây quân Hán ba vòng. Lúc bấy giờ, có một trận gió to thổi từ phía Tây Bắc, bẻ gãy cây, lật thốc mái nhà, làm bay cát đá, ban ngày tối đen, gió thổi thẳng vào quân sở, quân sở rối loạn, tan dã. Nhờ thế, Hán Vương mới trốn thoát với mấy người kỵ binh. Hán Vương muốn đi qua đất bái để đem cả gia đình về hướng Tây. Quân sở cũng cho người đuổi theo đến bái, bắt gia đình Hán Vương. Cả nhà đều trốn và không gặp Hán Vương. Hán Vương đến gặp Hiếu Huệ, một lỗ nguyên, một ở trên đường cái bèn mang lên xe cùng đi, kỵ binh của sở đuổi theo. Hán Vương vội vã quá đẩy Hiếu Huệ và Lỗ Nguyên xuống xe, Đằng Công bước xuống đưa hai người lên xe, làm như thế ba lần, hai. Đằng Công nói, tuy gấp, không thể đi nhanh, nhưng lẽ nào lại bỏ đi. Chú thích, một, Hiếu Huệ sau này nối ngôi Lưu Bang tức là Huệ Đế, Lỗ Nguyên là con gái Lưu Bang, những tên Hiếu Huệ, Lỗ Nguyên đều là đặt sau khi chết, lúc bấy giờ Hiếu Huệ tên là Doanh. Hai, chi tiết điển hình nêu rõ sự vội vã và hoảng hốt của lưu bang thế rồi trốn thoát được hán vương cho tìm thái công và lữ hậu nhưng không gặp thẩm tự cơ theo thái công và lữ hậu lén lút đi tìm hán vương không ngờ gặp quân sở quân sở bèn đưa họ về báo với hạng vương hạng vương giữ họ lại ở trong quân bấy giờ anh của lữ hậu là chu lữ hầu làm tướng hán đóng quân ở hạ ấp hán vương lẻn đến đó theo chu lữ hầu dần dần thu lại được quân sĩ khi đến huỳnh dương các quân bại trận trước đều tập hợp lại. Tiêu Hà cũng điều động tất cả những người già trẻ không đúng tuổi đăng binh ở Quan Trung đến Huỳnh Dương. Thế quân Hán lại mạnh. Quân sở xuất phát từ Bành Thành, thừa thắng đuổi theo, cùng quân Hán đánh nhau ở phía nam Huỳnh Dương, giữa miền Kinh ấp và Sách Đình. Quân Hán đánh quân sở thua, vì vậy, sở không thể đem quân đi về hướng Tây. Trong khi hạng vương cứu Bành Thành, đuổi Hán vương đến Huỳnh Dương, thì Điền Hoành cũng nhân đấy thu phục được nước Tể lập con của Điền Vinh là Quảng Làm Tề Vương. Sau khi Hán Vương thất bại ở Bành Thành, các nước chư hầu lại theo sở mà chống lại Hán. Hán đóng quân ở Huỳnh Dương, xây đường ống ra đến Hoàng Hà để lấy lúa ở kho ngao thương. Năm thứ ba nhà Hán, 104, hạng vương mấy lần đem quân đánh cướp đường ống của Hán. Hán Vương thiếu lương thực, lo sợ xin hòa, cắt đất từ Huỳnh Dương sang phía đông về Hán. Hạng Vương muốn nghe theo, lịch dương hầu là Phạm Tăng nói đối phó với hán thì dễ thôi này bỏ cơ hội này mà không lấy về sau sẽ hối hận hạng vương bèn cùng phạm tăng vây huỳnh dương rất gấp hán vương lo lắng bèn theo kế của trần bình ly gián hạng vương hạng vương sai sứ giả đến hán vương sai làm cỗ thái lao ngày xưa làm cỗ có thịt bò thịt dê thịt lợn thì gọi là cỗ thái lao đây ý nói một bữa tiệc long trọng đem đến có vẻ muốn mời sứ giả ăn nhưng khi thấy sứ giả thì giả vờ kinh ngạc mà rằng ta tưởng là sứ giả của Á Phụ, lại hóa ra sứ giả của Hạng Vương. Liền bưng cỗ đi, đem thức ăn tồi ra cho sứ giả của Hạng Vương ăn, sứ giả về báo với Hạng Vương. Hạng Vương bèn nghi phạm tăng tư thông với hắn nên tước bỏ quyền của tăng, phạm tăng giận lắm, nói. Việc thiên hạ đã bình định xong rồi xin quân vương tự lo lấy, cho phép thần được mang xác về làm một người lính. Hạng vương bằng lòng. Phạm Tăng đi chưa đến Bành Thành, nổi ung ở lưng mà chết tướng của hán là kỷ tín nói với hán vương nay việc đã gấp xin cho tôi vì nhà vua mà giả làm vua để lừa quân sở như thế nhà vua có thể cải trang mà trốn thoát hán vương bèn đang đêm cho đưa con gái ra cửa đông huỳnh dương và hai ngàn người mang áo giáp quân sở đánh vào bốn mặt kỷ tín cưỡi xe hoàng ốc xe nhà vua lợp vải màu vàng nên gọi là hoàng ốc cắm cờ tả đạo cái cờ bằng lông chim treo ở bên trái xe nhà vua nói trong thành lương hết hán vương xin hàng quân sở đều hô vạn tuế hán vương cùng vài mươi kỵ binh do cửa tây thành mà ra chạy đến thành cao hạng vương thấy kỷ tín liền hỏi hán vương ở đâu kỷ tín nói hán vương đã ra rồi hạng vương thiêu sống kỷ tín hạng vương sai ngự sử đại phu là chu hà tung công và ngụy báo giữ huỳnh dương chu hà và tung công bàn nhau khó lòng giữ nổi thành trì với một ông vua phản quốc ngụy báo trước kia đã có lần làm phản chống lại lưu bang bèn cùng nhau giết ngụy bảo quân sở hạ thành huỳnh dương bắt sống chu hà hạng vương bảo chu hà nếu ngươi chịu làm tướng của ta ta sẽ cho ngươi làm thượng tướng quân và phong cho ba vạn hộ chu hà đáp mày nếu không đầu hàng hán thì hán sẽ cầm tù mày mày không địch nổi hán đâu hạng vương nổi giận bỏ chu hà vào vạc sôi và giết luôn cả tung công Hán Vương thoát khỏi Huỳnh Dương, chạy về phía Nam, vào đất Uyển và đất Diệp, gặp Cửu Giang Vương là Kinh Bố. Hán Vương thu thập quân đội, lại vào giữa thành cao. Năm thứ tư nhà Hán, 203, hạng Vương tiến quân vây thành cao. Hán Vương bỏ trốn ra khỏi cửa bắc thành cao với đảng công, vượt qua Hoàng Hà, chạy đến Tu Vũ, nhập vào quân của Trương Nhĩ, Hàn Tín. Các tướng đều dần dần ra khỏi thành cao, đi theo Hán Vương, quân sở lấy được thành cao. Muốn đi về hướng tây, Hán Sai Quân chống lại ở đất cùng, làm cho quân Sở không đi về hướng tây được. Bấy giờ, Bành Việt đã vượt qua Hoàng Hà, đánh đất Đông A của Sở, giết tướng của Sở là Tiết Công, Hạng Vương liền thân hành đem quân về hướng đông đánh Bành Việt. Hán Vương được binh của Hoài Âm Hầu, tức Hàn Tí lúc ấy chưa phong, đây là nhà làm sử theo Tức Phong sau mà chép, muốn vượt qua Hoàng Hà đi về nam. Trịnh Trung nói Hán Vương dừng lại, đóng quân ở Hà Nội. Sai lưu giả đem quân giúp Bành Việt, đốt lương thực của sở. Hạng vương đem quân về hướng đông, đánh phá quân Bành Việt. Bành Việt bỏ chạy, Hán vương đem quân vượt qua Hoàng Hà, lấy lại được thành cao, đóng quân ở Quảng Vũ, lấy lương thực ở kho Ngao Thương. Sau khi đã bình định xong miền đông, hạng vương đem binh sang hướng Tây gặp quân Hán ở Quảng Vũ, hai bên giữ nhau mấy tháng. Lúc bấy giờ, Bành Việt thường làm phản ở đất lương, cắt đất lương thực của sở hạng vương lo lắng dựng một cái thất cao đặt thái công lên trên và sai người nói với hán vương nếu không đầu hàng ngay thì ta nấu chết thái công hán vương nói ta và hạng vũ đều ngoảnh mặt về hướng bắc chịu mệnh lệnh của hoài vương và đã giao ước làm anh em cha ta tức là cha ngươi ngươi muốn nấu cha ngươi thì chia cho ta một bát canh với hạng vương giận muốn giết thái công hạng bá nói việc thiên hạ chưa biết như thế nào và cha người đã lo việc thiên hạ thì không nhìn đến việc nhà có giết ông ta cũng vô ích chỉ tăng thêm tai họa mà thôi hạng vương nghe theo quân sở và quân hán rằng co nhau chưa ai thắng ai trai tráng khổ sở vì phải đi lính người già yếu mệt nhọc vì lo vận tải lương thực hạng vương nói với hán vương mấy năm nay thiên hạ sao xuyến khốn khổ chỉ vì hai chúng ta hạng vương muốn cùng hán vương khiêu chiến quyết một phen sống mái không nên làm khổ nhân dân thiên hạ nữa. Hán vương cười mà rằng, ta chỉ đấu trí, không thèm đấu lực. Hạng vương sai tráng sĩ ra khiêu chiến. Hán vương có viên tướng giỏi bắn là lâu phiền, ba lần quân sở ra khiêu chiến, đều bị lâu phiền bắn chết. Hạng vương trận mắt quát, một chi tiết điển hình của hạng vũ khi chiến đấu. Lâu phiền mắt không dám nhìn, tay không dám bắn, liền bỏ chạy vào thành. Không dám ra nữa, hán vương sai người lẻn ra để hỏi, thì biết đó là hạng vương, hán vương hoảng sợ. Thế rồi hán vương và hạng vương gặp nhau ở khe Quảng Vũ và nói chuyện với nhau. Hán vương kể tội hạng vương, hạng vương nổi giận, muốn đánh nhau một trận, hán vương không nghe. Hạng vương dùng cái nỏ ngầm bắn trúng hán vương, hán vương bị thương chạy vào thành cao. Hạng vương nghe tin hoài âm hầu đã lấy được Hà Bắc, phá được tề, triệu, lại muốn đánh sở, bèn sai long thư đến đánh. Hoài Âm Hầu cùng kỵ tướng là Quán Anh đánh quân sở thua to, giết Long Thư, Hàn Tín nhân đó tự lập làm Tề Vương. Hạng Vương nghe tin quân của Long Thư thua trận, sai Vũ Thiệp, người Vũ Thai, đến khuyến dụ Hoài Âm Hầu. Hoài Âm Hầu không nghe, xem Hoài Âm Hầu liệt chuyện, bấy giờ Bành Việt lại làm phản, lấy được đất lương, cắt đất lương thực của sở. Hạng Vương bảo bọn Hải Xuân Hầu, Đại Tư Mã là Tào Cửu rằng, phải giữ thành cao cho cẩn mật nếu quân Hán khiêu chiến thì chớ đánh nhau với chúng, chỉ đừng cho chúng đi về hướng đông mà thôi. Sau 15 ngày, nhất định ta sẽ giết Bành Việt, bình định được đất lương, và lại về đây với tướng quân. Hạng vương đem quân về hướng đông đánh thành Trần Lưu, ngoại hoàng, thành ngoại hoàng không hạ được, phải đánh mấy ngày mới đầu hàng. Hạng vương giận, bắt buộc tất cả con trai từ 15 tuổi trở lên, đều phải đến phía đông thành ấy, muốn chôn sống họ. Con trai của huyện lệnh ngoại hoàng mới 13 tuổi, đến nói với Hoàng Vương. Bành Việt cưỡng ép, ngoại hoàng sợ nên phải hàng, chờ đợi đại vương, nếu đại vương đến lại chôn sống họ. Trăm họ còn lòng nào muốn theo đại vương nữa nếu làm thế thì từ đây về hướng đông còn hơn 10 thánh của đất lương sẽ đều sợ hãi. Không ai chịu đầu hàng đâu. Hạng vương cho là phải, bèn tha những người ở ngoại hoàng khỏi bị chôn sống. Thế rồi các thành từ đó sang phía đông cho đến Tuy Dương nghe vậy đều tranh nhau đầu hàng hạng vương. Quả nhiên, hắn mấy lần khiêu chiến với quân sở quân sở không chịu ra hắn sai người mắng nhức năm sáu ngày đại tư mã giận đem quân vượt qua sông tự thủy quân lính vừa mới ra giữa sông bị quân Hán đánh úp phá tan quân sở lấy tất cả của cải tiền bạc của nước sở đại tư mã là cữu trưởng sử là ế tác vương là hân đều đâm cổ chết giữa sông tự thủy đại tư mã cứu nguyên trước làm quan coi ngục ở đất kỳ trưởng sử hân cũng là quan coi ngục ở đất lịch dương hai người trước có ơn với hạng vương cho nên được hạng vương tín nhiệm. Lúc bấy giờ, hạng vương ở Tuy Dương, nghe tin Hải Xuân Hầu thua, liền đem quân về, quân Hán đang vây chung ly muội ở phía đông Huỳnh Dương. Hạng vương đến, quân Hán sợ sở chạy vào nơi hiểm trở hết, lúc bấy giờ bên Hán quân thịnh, lương nhiều, quân của hạng vương mệt nhóc, lương hết. Hán sai lục giả nói với hạng vương xin thái công, hạng vương không nghe, hán vương bèn giao ước với hán vương chia giữa thiên hạ từ Hồng Câu về Tây là thuộc Hán, từ Hồng Câu về Đông là thuộc Sỏ, liền cho cha và vợ Hán Vương về. Quân sĩ đều hô, vạn tuế Hán Vương bèn phong Hầu Công làm bình quốc công, Hầu Công từ đó bị yên trí, không được yết kiến nữa. Hán Vương bảo, đó là kẻ biện sĩ giỏi nhất thiên hạ, ở đâu thì nước ấy sẽ nghiêng đổ, cho nên hiệu là bình quốc quân, tình hình chiến sự giữa Hán và Sở trong bốn năm. Hạng Vương sau khi đã giao ước, rút quân về hướng đông, Hán Vương muốn đi về hướng Tây, Trương Lương, Trân Bình nói. Hán đã có được hơn một nửa thiên hạ, chư hầu đều theo. Nước sở quân sĩ mệt, lương thực hết, chính là lúc trời làm mất nước sở, chi bằng nhân cơ hội này mà đánh lấy, nay tha không đánh, tức như lời người ta nói, nuôi hổ để lại gây mối lo cho mình về sau. Hán Vương nghe theo. Năm thứ năm nhà Hán, năm 202 trước công nguyên, Hán Vương theo đánh hạng Vương đến phía nam Dương Hạ, đóng quân lại đấy hẹn với hoài âm hầu hàn tín kiến thành hầu bành việt hiệp sức để đánh quân sở hán vương đến cố lăng nhưng binh của tín và việt không đến quân sở đánh quân hán thua to hán vương lại vào thành đào hào sâu để giữ hán vương bảo trương tử phòng chư hầu không theo lời giao ước làm thế nào bây giờ tử phòng nói quân sở sắp vỡ nhưng tín việt vẫn chưa được phong đất họ không đến là phải nếu nhà vua biết chia thiên hạ cho họ thì gọi họ sẽ đến ngay không làm được thế đại sự chưa biết như thế nào nếu nhà vua có thể phong cho hàn tín các miền từ đất trần sang phía đông cho đến biển phong cho bành việt các miền từ phía bắc tuy dương cho đến cốc thành để cho họ tự chiến đấu thì dễ đánh bật sở lắm hán vương nói phải đấy hán vương bèn sai sứ giả đến nói với hàn tín bành việt hãy chung sức đánh sở nếu phá được sở thì từ đất trần về phía đông cho đến biển sẽ phong cho tề vương từ phía bắc tuy dương cho đến cốc thành sẽ phong cho bành tướng quốc sứ giả đến hàn tín bành việt đều báo xin tiến quân tức thì hàn tín bèn từ tề đến hội với quân lưu giả từ thọ xuân xuất phát rồi cùng kéo đi làm cỏ thành phu và đến cai hạ đại tư mã chu ân phản lại sở lấy quân của đất thư đến tiêu diệt đất lục lại điều động cả quân cửu giang theo lưu giả và bành việt tất cả đều họp ở cai hạ hướng vào phía hạng vương hạng vương đóng quân ở trong thành cai hạ bình ít lương hết quân hán và quân chư hầu bổ vây mấy vòng đang đêm hạng vương nghe quân hán ở bốn mặt đều hát giọng sở hạng vương liền kinh hoảng nói hán đã lấy được sở rồi sao sao mà người sở đông như thế đang đêm hạng vương thức dậy uống rượu trong trướng có mỹ nhân thường đi theo tên là ngù có con ngựa thường cưỡi tên là truy hạng vương đau đớn cảm khái làm bài thơ sức nhổ núi khi trùn đời ngựa truy trùn lại bởi thời không may ngựa sao trùn lại thế này nàng ngu biết tính sao đây hỡi nàng hạng vương ca mấy lần mỹ nhân họa theo sau lúc hát ngu cơ tự sát hạng vương khóc chảy nước mắt tả hữu đều khóc không ai có thể ngẩng đầu lên nhìn hạng vương bèn lên mình ngựa tráng sĩ cưỡi ngựa ở dưới cờ hơn tám trăm người đang đêm phá vỡ vòng vây xông ra phía nam phi ngựa chạy đến tảng sáng quân hán mới biết sai kỵ tướng là quán anh mang năm ngàn kỵ binh đuổi theo hạng vương vượt qua sông hoài quân kỵ theo kịp chỉ còn hơn trăm người hạng vương đến âm lang lạc đường hỏi một cụ già làm ruộng cụ già nói dối bảo đi qua bên trái hạng vương rẽ qua bên trái xa vào trong đồng lầy cho nên quân hán đuổi kịp Hạng Vương lại đem quân đi về phương Đông, đến Đông Thành, bấy giờ chỉ còn 28 kỵ binh, kỵ binh Hán đuổi theo mấy ngàn, Hạng Vương tự liệu chẳng thoát được, bảo các kỵ binh: "Ta từ đi giấy binh đến nay đã 8 năm trời, mình trải qua hơn 70 trận, ai chống cự thì bị đánh bại, đánh đâu thì họ phải chịu phục, chưa từng thua chạy bao giờ. Rốt cục làm bá thiên hạ, thế mà nay phải chịu khốn khổ ở đây, đó là trời hại ta, chứ không phải tội ta đánh không giỏi." ngày nay thế nào cũng chết ta nguyện vì các ngươi quyết chiến nhất định phải thắng ba lần vì các ngươi phá vòng vây chém tướng chặt cờ để các ngươi biết rằng đấy là trời hại ta chứ không phải lỗi tại ta đánh không giỏi hạng vương bèn chia kỵ binh ra bốn đội quay về bốn phía quân hán vây hạng vương mấy vòng hạng vương nói với các kỵ binh ta xin các ngươi giết tên tướng kia hạng vương sai phi ngựa xuống cả bốn mặt hẹn sông qua phía đông núi rồi tập hợp làm ba nơi. Hạng vương bèn thét lớn, phi ngựa xuống, quân hán đều giạt ra một bên, hạng vương chém một viên tướng hán, bấy giờ xích tuyền hầu làm tướng hán đuổi theo hạng vương, hạng vương trận mắt quát, xích tuyền hầu người ngựa đều hoảng kinh, chạy lui đến mấy dặm. Hạng vương cùng quân kỵ tập hợp lại làm ba nơi khác nhau, quân hán không biết hạng vương ở đâu, bèn chia quân làm ba và vây lại lần thứ hai, hạng vương bèn phi ngựa chém một viên đô úy, giết mấy trăm người rồi hợp các kỵ binh lại thì chỉ mất hai kỵ binh mà thôi hạng vương bèn hỏi các kỵ binh thế nào kỵ binh đều cúi rạp xuống thưa đúng như lời đại vương đã nói hạng vương muốn đi sang phía đông vượt sông ô giang người đình trưởng ô giang cắm thuyền đợi bảo hạng vương giang đông tuy nhỏ đất hàng ngàn dặm dân vài mươi vạn cũng đủ làm vương xin đại vương mau mau vượt sông nay chỉ một mình thần có thuyền quân hán đến không có cách gì vượt qua hạng vương cười mà rằng trời hại ta ta vượt qua sông làm gì và trang tịch này cùng tám ngày con em giang đông vượt trường giang đi về hướng tây nay không còn lấy một người trở về dù cho các bậc cha anh ở giang đông thương ta cho ta làm vương ta cũng còn mặt mũi nào mà thấy họ nữa dù họ không nói tịch này há chẳng thẹn trong lòng sao bèn bảo đình trưởng Ta biết ông là bậc trưởng giả, ta cưỡi con ngựa này, năm năm nay đi đến đâu cũng vô địch, thường một ngày đi ngàn dặm, ta không nỡ giết, xin biếu ông." Hạng Vương bèn sai kỵ binh đều xuống ngựa đi bộ, cầm khí giới ngắn để tiếp chiến, một mình tịch giết mấy trăm quân, Hạng Vương thân bị hơn 10 vết thương, quay lại thấy kỵ binh từ mã của hắn là Lữ Mã Đồng, Bè nói: "Ông có phải là người cố nhân của ta đó không?" Lữ Mã Đồng quay mặt nhìn hạng vương và chỉ cho vương ế nói. Hạng vương đó kìa. Hạng vương nói. Ta nghe hắn mua đầu ta ngàn vàng, phong ấp vạn hộ, ta làm ơn cho nhà ngươi đây. Nói rồi, hạng vương tự đâm cổ chết, đoạn miêu tả cái chết của hạng vũ cũng là một đoạn rất nổi tiếng, lời lẽ sinh động mãnh liệt như anh hùng ca. Đoạn này nhấn mạnh cái mà vũ gọi là chiến đấu giỏi. Vương ế lấy đầu, các kỵ binh khác giày xéo lên nhau giành hạng vương giết nhau mấy mươi người chi tiết tuy nhỏ nhưng đầy tính chất châm biếm mãi về sau lang trung kỵ là lữ thắng dương vũ đều mỗi người được một phần năm người họp nhau chắp lại xác thì thấy ăn khớp vì vậy chia đất phong gia làm năm lữ mã đồng được phong làm trung thủy hầu vương ế làm đỗ diễn hầu dương hỷ làm xích tuyền hầu dương vũ làm ngô phòng hầu lữ thắng làm niết dương hầu hạng vương chết rồi đất sở đều hàng hán riêng lỗ không chịu hàng hán liền đem quân cả thiên hạ đến muốn tiêu diệt dân lỗ nhưng vì lỗ biết giữ lễ nghĩa vì chúa chịu chết để giữ khí tiết hán vương bèn sai cầm đầu hạng vương đến cho dân lỗ xem phụ huynh nước lỗ bèn đầu hàng lúc đầu sở hoài vương phong hạng tịch làm lỗ công đến khi tịch chết nước lỗ đầu hàng cuối cùng cho nên trôn cất hạng vương ở cốc thành theo lễ lỗ công hán vương cử ai khóc rồi đi dòng họ hạng vương đều không bị hán vương giết Hán Vương phong hạng bá làm xạ Dương Hầu, Đào Hầu, Bình Cao Hầu, Huyền Vũ Hầu đều người họ hạng, cho đổi họ làm họ lưu. Thái Sử Công nói, tôi nghe Chu Sinh nói, mắt vua Thuấn có hai con người, một, lại nghe nói mắt hạng vũ cũng có hai con người, phải chăng là dòng dõi của vua Thuấn. Sao mà nổi lên nhanh chóng như vậy nhà Tần làm hỏng mất chính sự, Trần Thiệp đầu tiên khởi nghĩa, hào kiệt đổi lên như ong, tranh giành nhau không thể kể xiết, hạng vũ trong tay không có quyền binh gì thừa thế nổi lên nơi thảo giã trong ba năm liền đem năm nước chư hầu để tiêu diệt tần phân chia thiên hạ phong các vương hầu ban ra chính lệnh và tự xưng là bá vương địa vị tuy không trọn vẹn nhưng từ cận cổ đến nay chưa hề có người nào như thế đến khi vũ bỏ quan trung nhớ đất sở đuổi nghĩa đế để tự lập thế mà lại trách các vương hầu phản mình thì thực cũng khó vậy tự khoe khoang công trạng chỉ dùng cái trí của mình mà không chịu bắt chước người xưa, nói rằng có thể lấy võ lực dẹp yên thiên hạ, dựng nghiệp bá vương, nhưng chỉ được 5 năm thì mất nước, thân chết ở Đông Thành, thế mà còn chẳng tỉnh ngộ, không tự trách mình, thật là có lỗi, lại còn có câu, trời hại ta chứ không phải đánh không giỏi, há chẳng lầm sao. 2. Chú thích 1. Tư mã thiên nhắc đến một câu chuyện hoang đường, truyền ngôn chứ không phải cho là đúng sự thực. 2. Đoạn 10 tác giả không giấu dếm sự thán phục của mình đối với hạng vũ từ cận cổ đến nay chưa có ai như thế và nguyên nhân thất bại của hạng vũ. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở phần 4 với nội dung Cao Tổ Bản Kỷ. Thân ái chào tạm biệt.